Sáng nay tại quảng trường 30 tháng 10 thành phố Hạ Long, tỉnh đoàn và Sở Văn hóa Thể thao phối hợp tổ chức lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Giải Việt dã truyền thống lần thứ 50 và giải chạy tập thể lần thứ 27 CUP Nam Á Banh năm 2020 với thông điệp Quảng Ninh điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh. Tham gia sự kiện này có trên 2.000 cán bộ nhân viên các sở ban ngành, đoàn thể địa phương trong tỉnh, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, lực lượng vũ trang, trường học, các doanh nghiệp và 140 vận động viên chạy Việt dã. Đây là một trong các hoạt động đầy ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tích cực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đưa ngày chạy Olympic trở thành hoạt động hàng năm, hình thành thói quen thường xuyên tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh.